ơi, chú tắm lên chị cha ơi. Chú tắm lên chị cha. Tôi nói thẳng với anh là con Phương Y là không phải là con của tôi, là con của cháu ổng. Ổng có đúng đập anh hành hạ tôi quá, ổng đuổi xua tôi mới đi thôi. Thì vậy đi. Phải là đang mặt tôi đi. Mà quay mà đưa tôi lên như vậy anh nghe lời một phía mà ông đưa tôi lên vậy cả đồng mạng biết hết trơn. Mẹ không có đẻ con nhưng mà mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn giờ mà mẹ nói con là con không phải con mẹ không có thương con. Mẹ đi. Mẹ đi, mẹ bỏ về cha cũng bỏ con. Nói cái vụ nuôi tới bây lớn nghĩ sao nó không thương, nó đi cái nó dứt bỏ, nó đi đành đọn luôn á. Lúc vợ chồng sống á gầy gà mà không đi. Mà nghe thằng này bệnh cái thôi cái nó bỏ nó đi. Mà nó không bỏ. Vợ chồng ai cũng phải gầy gà phải không em? Mà lúc đó mình xúi nó đi nữa mà nó không đi. Mà cái lúc thằng này vợ chồng không cự cãi mà em mình bệnh cái nó bỏ đi lấy người khác. Nghe không tin luôn đó. Không tin tưởng luôn á. Dạ Phạm Tấn xin được mến chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Phạm Tấn đang có mặt tại một cái đám tang. Cô chú anh chị ơi, rất là buồn khi nghe được tin căn bệnh của anh Tưởng á. Bây giờ thì anh Tưởng đã mất rồi cô chú anh chị. Mất tối hôm qua. Thì hôm nay Tấn mới xuống được nghe một cái tin thật sự là rất là chấn động luôn. Thì mới ngày hôm qua đó còn đâu đó còn gặp anh, còn nói chuyện, còn bắt tem, bắt nói chung là rất là mừng luôn cô chú anh chị. Nhưng mà ai ngờ đâu thì nói chung là cuộc đời, cuộc sống mà con người mình, nói chung mình sống ở trên thế gian này giống như kiểu là một cái cõi tạm rồi đó. Cho nên thì Tấn cũng muốn nhắn nhủ với những tất cả mọi người rằng là hãy trân trọng những thứ mà mình đang có. Cũng giống như kiểu là mình ở hôm nay mình sống nhưng mà không biết là ngày mai như thế nào. Thì hôm nay thì Tấn xuống cũng truy cập lại cho tất cả các cô chú mạnh thường quân cũng như là quý thính giả được biết được là anh Tưởng bây giờ đã về với lại là cõi trời rồi cô chú anh chị. Đây, anh sẽ vô thắp nhang cho anh. Dạ, con chào cả nhà. Dạ, chào. Dạ. Chào cô. Dạ. Cả nhà. Dạ. Để cho con thắp nén nhang. Dạ. Bé đâu ta? Nãy nó ngồi chăn cỏ. Đi đâu nghe? Đi đâu nghe? Nghe vô. Cậu cái ai cậu rồi? Cái mới ngồi chăn cỏ này cha nó. Cái sự việc hôm qua giờ sao vậy? Chở lên trên bệnh viện thì chị không có biết nữa mà nghe mấy ông này nói là đúng như nó mệt quá đó, nó hôn mê đó cưng. Rồi mướn xe cấp cứu chở vậy đó, mướn cái bình luôn là 1.800.000 nó chở vậy đó. Rồi nó nằm rồi đêm hôm là cũng như nó yếu quá trời rồi tới vậy cũng bóng cho nó đi. Chị không có hay, rồi hôm là cũng như thở oxy á. Rồi thấy nó mệt vậy rồi cũng bóng mà đều máu hồng nó ra. Máu hồng nó máu bụng. Chị không có ở đây, thằng trai chị nó ở không à. Rồi chị cũng biết chán, nó nói mẹ hay chị chưa, nói hay gì, nó bỏ tự hôn, cút bóng cho nó đi rồi. Để nằm cưng thấy hành xác cũng tội nó. Dạ. Cho nó đi, cho nó khỏe nó đi chứ giờ sao giờ cưng thấy. Tức là mấy ngày vừa qua là không có tiêu được. Không có tiêu. Cưng thấy luôn trển bác sĩ bơm đó, cho nó ấy đó mà nó không có ra hết. Cái bụng của cưng thấy cao hơn cái đầu của mình. Cái bụng cao hơn cái đầu luôn. Bụng cao, cái bụng của chủ ba tôi thấy cao không, vậy. Không có sổ được à? Không có sổ. Lên trển tính sổ đặng cho cái chú YouTube bên kia gì đó, người ta qua người ta chỉ đó mà nó không có sổ. Rồi cưng thấy vậy đó rồi sao? Nói chung em cũng cố gắng liên hệ tất cả anh em YouTube cũng như là các cái bài thuốc nam á, rất là nhiều luôn. Gửi nhiều ngày hôm qua mà cưng thấy là mà điệp mà ta còn điện bả dữ lắm luôn đó. Dạ. Còn mà chỉ nói thôi đi giờ vậy rồi đâu có nhận nữa. Cưng thấy cũng tội nghiệp, ta gửi cũng tốn tiền. Đúng chứ đâu phải ấy đâu. Rồi thôi giờ em giúp em mình được vậy thì thôi vậy là được rồi. Rất là tội nghiệp cho bà con của chú đúng anh rồi, chị. Nói chung là ai cũng điện hết trơn á trời á, ai cũng điện này nọ. Đúng rồi. Rồi để gửi thuốc á. Đúng rồi. Dạ. Nằm cũng thấy cũng tội lắm. Mà không có được. Dạ.
không có được phước vụ mây thầy. Đúng rồi. Nên là thì anh cũng... Cũng như phần cuối rồi. Phần cuối rồi. Phần cuối rồi. Tới mà ổng vậy thôi rồi biết sao giờ. Dạ. Mà điều tắng biết sao không phải lần này là người ta cái gì chị thì ở lối xóm nè, chị em bà con thiệt. Mà cũng như là cưng thiết á là bây giờ cũng như em mình nó hết đường cùng. Nên chị mới nhờ YouTube thôi nha. Chứ không phải là chị mày lại. Chứ không phải, chứ cưng thấy, chứ trời ơi đâu phải mà đằng này người ta thấy đâu, không có tiền bạc đâu. Con gái ngồi đây. Con ngồi đây. Nè, đẹp ơi. Sao vậy? Chú chia buồn cùng gia đình con nha. Dạ. Con gắn qua con đẹp không được. Con thở oxy. Xong rồi tới 11, 12 giờ bắt đầu 11 rưỡi. Bắt đầu da con nó lớn lắm rồi con. Da con mệt cho người thở rồi những tràn dịch da nó tràn dịch. Tràn dịch ra từ mũi quá trời luôn rồi chùi mà chùi cứ chùi thì cứ ra cứ chùi cứ ra thì từ từ cái nhân trang lúc là con sợ sao? Con sợ điều gì lúc mà cha bị như vậy con sợ điều gì? Sợ con mất cha không ai nuôi con. Giờ ai lấy nuôi con đây? Bây giờ con ở với mấy cô, con ở với cô nào cũng được chứ con ở với mấy cô. Có cô nào nhận con chưa? Có, ở với cô ba. Cô ba nhận con chưa? Cô ba nói con sao? Ba nói cha con có chuyện gì á, cô nhận con về tôi nuôi con lớn luôn cho con ăn học. Cô ba nói vậy, cô ba ở đâu? Cô ba ở thành phố. Cô ba có về đây chưa? Dạ có, cô ba về ăn đám rồi qua đám rồi cô ba đi. À là cô ba đang ở trong nhà hả? Dạ. Bữa giờ là cha uống thuốc cũng không có đỡ hay sao con? Dạ không đỡ mà giống như là cái bụng á, đợt chú quay á là cái bụng nó ấy như hai bên nè. Mà từ cái bữa mà thở oxy vậy giờ nó tròn mà nó bự ra thêm nữa. Bự nó tròn ra thêm nữa. Cũng như tải không có ra được cưng biết không, nó còn ấy rồi nó có bụng nó, mà sau gần chết cái bụng nó càng cao. Bộ dữ lắm. Bác sĩ nói là tỷ lệ sống có thể là đó anh Nhung không có mà tỷ lệ chết có thể là có. Sao được rồi đó của ảnh tức là tỷ lệ sống của ba là không có nhiều. Và nói chung là ba cũng biết cái điều đó đúng không? Bữa chú về đến giờ là ba khóc nhiều cũng nhiều chứ, cứ nhìn thấy con là ba khóc hả? Cha cũng có nói, cha nói rồi nó lớn lên cha mất rồi con ở với ai, con mới nói cha mà có gì con về con ở với mấy cô nuôi con. Còn thì cho chú hỏi thăm cái là hồi tối như là giống như cha mất như vậy thì mẹ có về không? Dạ không. Không có về thắp nhang. Dạ. Nhưng mà con có mong muốn là mẹ về thắp nhang cho cha một lần không? Không. Tại sao vậy? Bây giờ con kiểu không thích mẹ nữa. Không thích mẹ nữa. Dạ. Chị ơi cho em hỏi cái là bây giờ thì anh Tưởng cũng mất rồi, đáng nhẽ là cái câu này thì em hỏi anh Tưởng. Dạ. Nhưng mà đâu đó thì thôi thì bây giờ thì chị cũng là ở đây từ lúc mà bé. Đúng rồi, bé đúng rồi, từ bé nhỏ còn lớn, nhỏ từ nhỏ tới lớn đúng rồi. Thì có một cái câu chuyện mà vợ anh Tưởng á bữa giờ có điện cho em và có lên tiếng, có nói chung là có nói em cũng như là cũng la em. Dạ. Rồi cũng có báo chính quyền, tức là báo với công an á để bắt em á. Đúng rồi. Dạ. Dạ mà em cũng không biết là lý do tại sao mà lại báo công an để bắt em làm gì. Thì cái chuyện đó thì em không biết, tại vì là kính thưa các cô chú anh chị là Tấn á, chỉ là một người kết nối thôi. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh á, mà cái câu chuyện á là của anh Tưởng với lại là bé đã kể ra, hàng xóm, bất cứ hàng xóm cũng không có ai kể và Tấn cũng không có hiểu cái chuyện đó. Dạ. Thì hai cha con nói như thế nào thì Tấn cũng có xin phép anh Tưởng và xin phép bé là cho đăng tải lên ở trên mạng xã hội. Đúng vậy không? Yeah. Nếu mà con nói sai cái gì là con phải chịu hoàn toàn trước pháp luật đúng không? Yeah. Thì Tấn mới được, Tấn mới đăng lên. Thì đăng lên thì mình là người kết nối mà. Yeah. Chủ yếu là nếu mà có ai thương á thì sẽ giúp đỡ cho anh Tưởng. Yeah. Nhưng mà thì không may thì nói chung là bây giờ anh Tưởng ảnh nó cũng rồi. Dạ cũng qua rồi. Dạ bây giờ thì còn bé đây nữa thì ai mà thương bé thì giúp đỡ cho bé. Dạ. Tại vì nếu như một đứa bé như này thì bây giờ mình đâu có đi làm, nó đâu có đi làm được.
nó đâu có kiếm sống được. Đúng rồi, thì, à, dạ thì mọi người nhờ mọi người giúp đỡ thôi. Đó, chỉ có vậy thôi. Mà không biết lý do tại sao là chị đó chị muốn báo công an để bắt em. Mà em bảo là sao bây giờ nói là bắt cái vụ gì? Không biết nữa, nói là quay sai sự thật này nè. Thì bắt đầu là sai sự thật á, ở chỗ nào á thì em có nói là chị hãy lên đây, hãy lên đây gặp mặt trực tiếp, ở đây là ba mặt một lời, lúc đó thì anh tưởng là xấu. Thì ba mặt một lời thì có nè, có vợ, có chồng, có con. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì nó cái gì á mình cũng phải rõ ràng cái đó, không phải là ở em quay bên này em phải đi hỏi bên nó. Đúng của rồi. Tất cả những người hàng xóm ở đây là mấy chục người, mấy chục hộ ở đây chứ không phải là một hộ. Cái clip trước con cũng đã nói, con nói mẹ nói gì lên đây mẹ nói với con là người nói. Nhưng tại sao mẹ cứ điện mẹ chữ lên người này hết người kia. Nó lớn lên con. Nó lớn rồi đại luôn. Đó là bé nói chứ em cũng đâu có chửi. Đúng chị rồi. Bây giờ mẹ nó muốn kêu công an bắt kêu bắt ngay Phương Nghi đi. Phương Nghi nó nói cho ai đâu mà nói. Phương thấy đó, từ YouTube ai giờ, mà nói. Giờ tụi em ở xa xôi xuống đây, tụi em rồi, đâu có biết cái chuyện đúng gì. Đúng rồi, đâu có biết cái chuyện gì trong tụi này. Tụi em chỉ biết là bây giờ hai cha con nằm ôm nhau đó. Lúc đó là trời, nhưng mà bây giờ đã rồi. Đã chết rồi đó, Phương thấy đi. Còn đó. Đã quá rõ luôn rồi, còn đâu phải lên đâu rồi. Phải lên thiệt ta, lên giả mà kiếm tiền đâu. Dạ, chứ không phải là xuống đây là bắt đầu lừa gạt đâu, thiệt chỉ nói thiệt. Phạm Tấn bảo là anh tưởng á không bệnh. Bây giờ là bảo anh tượng bệnh để cho các cô chú đồng quân giúp đúng đỡ rồi, đó thì bây giờ đã hiện tại luôn rồi còn gì nữa đó, cưng thấy thì giờ nó đó y chang như vậy luôn rồi còn gì nữa mà phải như vậy mà nó chỉ làm đằng này làm tiền đâu, thấy em mình nó khổ quá trời nên mới vậy thôi chứ đâu phải thằng này người ta làm tiền làm bạc gì đâu. Và rồi anh tưởng với lại bé Nghi có rồi bây giờ cũng như là vợ nó có mở lời gì với cưng đó không, mở lời vụ Phương Nghi nè. À đây có em có ghi âm lại. Có ghi âm á. Có ghi âm lại. Đúng rồi, ghi âm cơ. Và hình như là có một cái sự thật mà hình như là bé Phương Nhi từ lúc nhỏ cho tới giờ không biết đúng không? Đúng rồi, không có biết. Cưng thấy bây giờ thì bữa nay cha nó chết thì mình cũng phải biết rồi đó. Thì bây giờ thì hôm nay thì có lẽ là chú sẽ hé lộ một cái sự thật cho con biết. Và cái điều này thì con cũng phải chấp nhận chính bản thân con nha. Đáng nhẽ là thì chú không có cho biết đâu. Cưng biết không, là cái vụ này là cưng nói nãy là chị nói là nó nói chưa có biết á. Con nhỏ này nó không biết mà điều tra nó qua đời chắc cũng phải đây biết. Đây nè, bây giờ thì chính cái người mẹ của con nói nha, chứ chú không có nói nha. Có điều tra chứ mà anh đi quay anh đưa người ta lên mạng bêu xấu như vậy vậy. Bêu xấu ai chị? Anh mà đi quay clip của anh Nguyễn Văn Tượng đó. Nó bêu xấu ai? Vợ ảnh. Vợ ảnh là tên gì? Tên gì anh không cần biết, anh đi quay là người ta là ly dị là một năm mấy người ta mới có chồng, anh nghe là một phía một và anh quay anh lên mạng anh nói xấu người ta như vậy là không có đúng. Vậy thì bữa giờ em liên hệ cho chị đó có ngày mấy đâu. Có liên hệ là nào? Tôi điện cho anh không biết bao nhiêu lần luôn, anh có nghe máy đâu. Có đúng không, em có lấy cái máy chị để liên hệ cho bà là không được đúng không? Dạ. Em lấy cái số của cái chị hàng xóm em điện cho chị đó có nghe máy đâu. Em cũng muốn gặp chị đó chứ. Bây giờ nếu mà chị đó cũng muốn gặp em không? Muốn. Cái chị nào muốn gặp em? Ý là chị vợ á. Có muốn nếu mà sai chỗ nào thì chị cứ gặp em mà xuống chỗ nhà anh Tượng rồi nói chuyện. Anh có tôi có điện anh được đâu mà xuống nói chuyện, anh xuống anh quay nè, tôi còn không hay mà. Thì bây giờ nè. Đó là tôi để cho anh quay như vậy sao? Thì bây giờ nè, thí dụ như mai mốt gì em xuống thì lúc đó thì chị chạy qua. Chị là vợ anh Tượng hay là sao? Tôi là vợ của anh Tượng nè. Dạ, vậy bây giờ nếu như mà như vậy thì chị có qua nhà anh Tượng gặp em không? Anh cho hai anh xuống thì tôi sẵn sàng tôi qua. Chứ mà quay qua ít như vậy tôi đâu có chịu. Ok, vậy là số này số chị phải không? Số này nè, chừng nào anh tôi đi mà tôi không có nhà, hẹn ngày nào anh hẹn đi tôi ở nhà tôi gặp anh. Ok, lúc nào xuống em điện cho. Tại vì em là mới xuống hôm qua, em đi về, thì ít ngày nữa thì em xuống em cập nhật tình hình sức khỏe của anh Tượng thì chị muốn nói cái điều mà... Sức khỏe của nó làm sao tôi không biết, nhưng mà tôi nói ly dị thôi một năm mấy rồi tôi mới có chồng có giấy tờ hẳn rồi. Bây giờ như này nè, cái chuyện chị thì chị nói đúng, bên anh Tượng thì anh Tượng nói đúng, em thì cái người đứng giữa em chỉ là một người giúp đỡ thôi. Nói đúng mà anh có gặp tôi chưa mà anh nói đúng. Anh có gặp tôi chưa mà anh biết bên kia đúng mà anh quay đưa tôi lên như vậy anh có chịu không? Ý là em đưa chị lên hồi nào em không có nhắc tên chị, em cũng không có đưa anh nhắc tên con vợ này lăn lộn đồ này kia nghe lại một phía mà anh nói vậy là sao? Thì bây giờ em nói với chị nè, bây giờ em nói với chị liên hệ với em rồi phải không?
thì bây giờ á bao nhiêu cuốc không nghe máy anh cho lính nghe không, tôi nhắn tin là kia là ai anh tắm là phải điện lại cho tôi nói chuyện mà tại sao mà anh không điện. Ủa cái này là cái công việc của em thì em không nghe được mấy nhân viên em nghe mấy bằng thôi. Bằng cái danh dự của người không, dạ, bằng cái danh dự của con người thì tôi không. Bây giờ như này nè, chị muốn lấy lại danh dự của người chị á, hay là như thế nào, hay là sự thật như thế nào á, thì em xuống, em sẽ điện cho chị và chị cứ lên video chị nói thẳng ở trên video, rồi em nói cho. Anh phải trước khi anh quay thì anh phải nói là về bên hai phía anh mới đưa người ta lên anh nghe, chỉ có một phía một. Tôi nói thẳng với anh là con Phương Y là không phải là con của tôi, là con của cháu ẩm. Ổng có đúng đập anh hành hạ tôi quá, ổng đuổi xua tôi mới đi thôi. Thì vậy không thì... đang không phải tôi đi, mà quay mà đưa tôi lên như vậy anh nghe lời một phía một, mà anh đưa tôi lên như vậy cả đồng mạng biết hết trơn. À, thì bởi vậy bây giờ chị cứ lên cộng đồng mạng chị nói lại. Tôi bây giờ tôi nhờ công an tới giải quyết chứ tôi không có nói gì nữa trơn á. Dạ. Nào anh xuống anh nói đi. Dạ. Đó. Con biết cái sự thật đó không? Con không biết, từ nhỏ tới lớn giờ con ở với mẹ với cha với bà nội, mà bà nội mất. Nè đeo bà nói với bà. Cha với mẹ. Mẹ đi. Đi. Mẹ đi mẹ bỏ về cha cũng bỏ. Nói cái vụ. Giờ con phải ở với mấy cô. Chú nữa hỏi cái vụ Phương Nghi là mày dành thì mày nói đi, cũng như khi mày còn nhỏ có lắm. Ờ đẻ lọt lòng cái là hai vợ chồng mới sinh. Là chị này là sao? Cũng bà con mà nó ở bên sông. Hả? Là ở bên sông. Ý là bà con gần không? Bà con với anh Tưởng, chú bác ruột đó. À con chú bác ruột không? Là biết bé Phương Nghi từ nhỏ không? Biết từ nhỏ luôn. Cho em hỏi cái là. Đó là bên sông đó. Là bé Phương Nghi là con nuôi hay là con ruột của vợ chồng anh Tưởng vậy? À bé Phương Nghi này đó, vợ chồng nó không ở, không có con. Dạ. Sống cũng mấy chục năm mà không có con, rồi mới sinh con nhỏ này nè. Dạ. Đẻ ra là sinh liền về nuôi từ nhỏ tới lớn luôn đó. Là vừa lọt lòng luôn. Vừa lọt lòng là đỏ hót dạ, luôn hả? Ừ, là đỏ hói là sinh gì là nuôi là tới lớn luôn tới bây giờ đó. Là nói chung là mới đẻ ra là nuôi luôn, con này nó đâu có biết, nó chỉ biết vợ chồng Tưởng là cha là mẹ nó thôi. Từ trước tới giờ mà nó năm nay, con bé năm nay là 10... Học lớp 6 rồi. Giờ nó mới... Giờ con mới biết luôn á hả? Con mới biết là con nuôi của cha mẹ con hả? Như đâu có ai nói đâu mà để cho nó biết. Giấu luôn, giấu luôn như hai đứa nó không có con á. Rồi sinh về rồi hai đứa nó nuôi lận mà nữa sao rồi dưỡng già cũng được. Tại vì hai vợ chồng nó không có sanh đẻ được. Rồi đâu có dám nói chi, nhưng bị tại vì mình nhận nó nuôi thì mình cũng coi như con rồi. Chứ đẻ ra là sinh về liền mà. Bởi vậy cô chú thấy không? Nói chung là người ta nói là mồ côi tội lắm ai ơi mà đúng rồi. Đói cơm khát nước biết nhờ ai đây. Chứ đâu phải mình mới bự mà mới sinh đâu em, đẻ ra là sinh liền rồi. Nhưng mà theo em suy nghĩ trong cái con người mình á, đâu đó thì nó không có phản biện hay là nó không có một cái khái niệm đó là con nuôi hay là con sinh hay là con, cũng đều là con người hết. Nhiều khi là cái công sanh á nó không bằng cái công dưỡng. Đúng rồi, cái công dưỡng lớn nó còn quý hơn đúng nữa rồi. Có người nuôi dưỡng mình mấy khôn lớn được. Nuôi cho tới nuôi 10... tới bây lớn nghĩ sao nó không thương, nó đi cái nó dứt bỏ nó đi đành đoạn luôn á. Mười mấy tuổi ta? Con này học lớp 6 cũng 12 tuổi rồi còn là gì là nữa. Là mẹ con đi lâu chưa ta? Dạ năm mấy vậy chú. Năm mấy hả? Là cho nó 11 năm đi. 11 năm trong vòng dạ. Tay mà cuối cùng nói như chị cũng đúng á. Đúng rồi, mình cái công mình nuôi cũng nó cao cả lắm chứ. Nuôi anh nghĩ là mười mấy năm cũng mến tay mến chân, rồi lọt lòng là xin là đem về liền luôn rồi đó. Con có buồn điều gì không? Con buồn. Con buồn điều gì? Mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn, mặc dù mẹ không có đẻ con, nhưng mà mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn. Giờ mà mẹ nói con không phải con mẹ không có thương con. Ừ. Nhưng mà con coi mẹ như là mẹ ruột đúng không? Dạ. Yeah. À, cho tới ngày hôm nay thì con biết cái sự thật này là con có trong lòng con á, từ trước giờ á con xem mẹ như là mẹ ruột. Phải không? Tại vì nào giờ đâu ai nói đâu mà nó biết đâu em. Dạ. Ở đây là tất cả mọi người không ai nói hết luôn. Đúng rồi. Rất là tổn thương luôn cô chú anh chị. Nếu như mà mình nói ra một cái điều gì đó thì làm cho bé nó tổn thương á. Cho nên là tất cả mọi người đều phải giấu. Đâu có ai nói đâu. Dạ. Và hôm nay thì coi như là tới lúc mẹ nó đi đó là nó mới biết thôi. Xanh nó thành đó thì chị cũng biết luôn, xanh
làm đâu có bằng cái người ta nuôi dưỡng. Cưng thấy mà ấy đâu, nó nuôi con nhỏ này cưng thấy là từ hồi đỏ hối đem về mà tới giờ 12 tuổi đó, cưng tính đi là chỉ sống với bà nội với cha với mẹ thôi mà, thì nó chỉ biết bao nhiêu thôi đó. Bây giờ tới giờ cha mẹ nó đi rồi mới bể giờ ra rồi, bây giờ cha nó chết mới bể thì nó mới biết đây nó thôi chứ nào giờ đâu có biết. Nó đâu có biết, cưng thấy nó đâu có biết đâu, nó chỉ biết cha với mẹ nó thôi à. Bây giờ cũng như thằng Tượng nó sinh mà cái xóm này mà nói con y chưa, con sinh chưa chắc gì mà nó chịu, nó chửi đó. Tại vì người ta sinh từ hồi nhỏ, người ta nuôi tới giờ, hồi đọc lòng tới giờ. Thì cưng thấy mười mấy năm rồi còn gì nữa. Bữa hôm là anh còn sống thì thật sự ra đây là giống như kiểu là anh cũng coi bé giống như là con ruột. Đúng rồi, và không, tức là không có hó hé luôn, dạ, không có hó hé, không có nói, không có nói rõ ràng, không có nói một cái mà tiếng mà bây giờ nó không nói chị cũng đâu dám mở lời. Mình người ngoài cuộc, người trong cuộc người ta mở lời cưng mới dám mở lời, chị nói đúng không? Người mẹ nói thì mình mới nó biết thôi, mới biết thôi. Đâu có tất cả mọi người ở đây đều giấu, không ai dám nói. Cái chuyện mà mình giấu không phải giấu ở đây là giấu để mà giống như kiểu là ăn cắp ăn trộm hay là mình lừa dối một ai cả. Giấu có nhiều điều, có nhiều điều muốn mình phải giấu. Giấu là để tốt cho người ta. Đúng rồi. Giấu là để tổn thương nó tội nghiệp. Đúng rồi, để tổn thương nó tội nghiệp. Chứ không phải là mình ở đây là mình giấu để rồi mình đi lừa đảo hay là mình không có tình nghĩ dạ, đó. Dạ. Đó, cái này là giấu để không tổn thương một người con thôi cô chú anh chị. Cho nên là cô chú anh chị cũng thông cảm. Hôm nay thì được cái sự thật nó được phơi bày ra. Bây giờ đi tiễn thằng Tượng nó muốn nói con Phương Nghi là con nó sinh phải không? Là nó nói cưng từ đầu rồi. Đúng rồi. Cái này nó không nói mở sớm đã dám mở miệng không? Chị sao chị dám mở miệng? Thằng Tượng với mẹ nó mở miệng người ta mới dám nói ra. Dạ. Đó cưng thấy bây giờ là mẹ nó đã thỏ thuận trước hết trơn rồi. Bây giờ cũng phải cho nó biết sự thật. Dạ. Đó, tại mẹ nó nói vậy rồi thì cho nó biết luôn chứ sao giờ, tại vì nào giờ nó cũng đâu biết. Nó chỉ biết cha với mẹ nó không à, chứ nó đâu có biết ai nữa đâu. Tại vì cưng thấy sinh còn đỏ hối mà bồng gì, tại vì cấp nó sinh về nó bồng về là chỉ đồ lại thăm hết trơn à. Ở xóm là ai thấy là cũng mừng cho nó có đứa con gì dưỡng già. Tại vì vợ chồng nó sống cũng mấy chục năm mà không có bầu bì gì. Nhưng mà bây giờ quay trở lại thì thấy tổn thương nhất là những người cho đứa nhỏ đó. Những người con nít như thế này của chú anh chị nè. Bây giờ nè, mẹ thì bỏ đi, cha thì mất. Rồi bây giờ là nói ở với người dân thì không đúng, nhưng mà thực sự ra mà nói là ở người dân là đúng rồi đó. Nếu mà ở với em thì là ở với người dân, ở với chị thì ở với người dân, nhưng mà đâu đó thì thiệt thòi nhất là vẫn là nghiệp nó, tội nghiệp nó thôi chứ chứ đâu phải mà lên cộng đồng mạng là mình làm tiền người ta. Cưng thấy ông cái bệnh nó gần chết rồi. Cưng thấy chứ đâu phải nó có tiền dư giả thì đằng này cũng không ai mà làm như vậy đâu. Tại vì có hai cha con rồi, cưng thấy không có ai làm ra đồng tiền hết trơn rồi, tiền ở đâu? Chỉ còn có cái nhà này, đâu có đất giường gì đâu em. Thế bây giờ là tính cho anh Tưởng là như thế nào chị? Chắc cũng nằm tại nhà này luôn, ra làm sao hè nằm kế dưỡng ba với cô ba luôn. Chắc đi ra ngoài chỗ cái nhà nè. Là ở phía sau à, là coi như cái nhà luôn. Này bây giờ là ai ở? Giờ chị cũng chắc nó cũng chắc đóng cửa bỏ đi chứ đâu còn ai để ở. Chính là chị nó cũng như cúng cơm vậy đó cưng, để tới hàng ngày tới 49 ngày tới coi làm sao chứ cũng bỏ đại chứ làm sao. Bây giờ thí dụ như cô đây là cô rước con đi phải không? Không phải. Không. À. Cô bà con ở sớm vậy bà con đó. Thôi. Cô ba nó giờ cũng sống mình thôi. Cũng sống mình. Hai cô cháu hủ hỉ cũng được. Hai cô cháu hủ hỉ đi kệ nó đi. À. Chứ giờ cô ba nó cũng có mình mà. Hay là về ở với chú? Chịu không? Xin cô ba đi về ở với chú nuôi. Chịu không? Thương quá à. Tội nghiệp nó. Cưng thấy vậy chứ đâu phải làm tiền. Nghe như lời chú dặn nè, lúc nào á mà con sống ở đâu cũng như vậy. Chú dặn nha, con sống ở chỗ nào cũng vậy. Nếu mà không được thoải mái thì có cái số điện thoại của chú đó, con có liên hệ với chú nha. Nếu mà ở chỗ nào không được á thì lên ở với chú, nghe không? Yeah. Nếu như mà bé mà nó không có ở được với ai á thì em chấp nhận luôn, em chấp nhận nuôi bé cho khôn lớn luôn. Tại vì em trong em cũng là trong cái cảnh mồ côi, em hiểu được những cái người mà mồ côi người ta suy nghĩ như thế nào. Cho nên thì em thấu hiểu được những nỗi lòng đó. Còn bây giờ thì em cũng nói chung là bây giờ cũng không muốn nhắn nhủ với lại cái chị vợ đó làm gì nữa cả. Bây giờ cái câu chuyện thì cũng đã qua rồi, ảnh thì cũng đã mất rồi. Đúng rồi, có hiện thật rồi đó. Dạ. Giả dối đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ như trước đây chị, như trước đây con nói đúng không? Là giống như là đợi cho anh cho ba mất.
rồi là mẹ tới lấy con về hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ sự quyết định là sự quyết định của con. Con ở với ai đó là sự quyết định của con, không có ai ép buộc gì hết á. Tất cả mọi người ở đây là không có được ép buộc con nha. Sao không thấy chị? Kể cả chú cũng vậy, nó không được ép buộc cái gì hết á. Con ở con thích thì con ở với ai thì con ở. Dạ. Nghe không? Và ở một cách đàng hoàng nha. Con cũng phải là đàng hoàng với người ta. Chú Facebook thấy mấy đứa nó đăng cái bông sen nó mới hay, mới chạy qua nè. Vậy là mất là lúc mấy giờ chị nhỉ? 11 giờ 15. Sáng là 5 giờ sáng mới liệm. À vậy đó hả? 2-3 giờ mới làm. Lúc đó chắc con bé nó dữ lắm nhỉ? Hôm qua gì nó cũng khóc dữ lắm cơ. À. Nó khóc. Cha nó nằm cha đây. Có hai cha con mà thương cha nó dữ lắm. Cha đừng có bỏ con nghe cha mà tao. Chị không nổi hả? Lúc con la làm sao vậy mà để hàng xóm người ta nói vậy? Kêu cha ơi, cha nhớ con nha. Là cha cái nữ cha thật tốt vô trong thì cha cứ nằm cha khóc, cha vẫn nghe nhưng mà cha nằm cha chảy nước mắt. Chỉ là kiểu cha vẫn nghe được những lời của con và nhìn con. Cha nhìn nói mà. Cha nói không có được, cha tức lắm, lâu lâu cái hư lâu lâu cái gì á. Ý là muốn nói một điều gì không đó. Không có sức để nói. Thôi thì hôm nay thì Tấn cũng truy cập cho tất cả mọi người biết được là như vậy. Hôm nay thì Tấn nhận được một số tiền. Nói chung là nhận thì mới nhận hôm qua, cũng hơi muộn của chú anh chị. Tấn nhận số tiền của chú Lương Kim ở Mỹ là 2.450.000. Em không tin luôn đó chị. Cái lúc ban đầu mà nói nó bỏ ấn tượng rồi nó về chở nó nghe nó đám cưới cái em hết hồn luôn á. Không tin luôn đó. Cái lúc vợ chồng sống gầy gà mà không đi. Rồi nghe thằng này bệnh cái hơi cái nó bỏ nó đi. Mà nó không bỏ. À, vợ chồng luôn. Ai cũng phải gầy gà phải không em? Mà lúc đó mình xúi nó đi nữa mà nó không đi. Mà cái lúc thằng này vợ chồng không cự cãi mà em mình bệnh cái nó bỏ đi lấy người khác. Nghe không tin luôn đó. Không tin tưởng luôn á. Mà nghe nói là hình như là anh Tượng với lại là cái người đàn ông đó là bạn nữa. Là bạn. Ừ, bạn. Nghe nói là hình như là vì gì thằng này nó cũng ở dưới kinh ông chủ mình cũng sát bên chứ gì. Thì ở đây với đó thì mình cũng chơi qua lại thằng này với thằng đó là ní ná gì nữa. Lên nhậu ghét thì nó ginh con vợ nó luôn biết đâu. Chơi với bạn lấy bạn. À chơi với bạn lấy bạn đi ha. Em không tin luôn đó chị. Nói nó về chở mình nghe nói đám cưới em giật mình luôn á. Cũng đâu biết sao. Bởi vậy bà con ở đây không cẩn tin thận luôn nha. Á. Có ai có vợ là phải giữ cho cẩn thận nha. Không nổi luôn á. Cái lúc vợ chồng gầy gà như bầm bầu mà nó không đi nó không bỏ. Cái lúc thằng này phát hiện ra nó nói bệnh gì mà đâu có gầy gà đánh lộn đánh lão gì đâu. Mà nó đi nó dứt áo nó bỏ đành đoạn luôn, nó lấy chồng khác luôn mới ghê. Cưới luôn không? Ừ. Tổ chức trên nhà bà già nó. Đâu làm đám cưới gì nữa. Hôm nay thì Tấn nhận được của chú Kim, chú Lương Kim ở Mỹ là 2.450.000. Tấn làm tròn là 2.500.000 luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Tấn sẽ trao, bây giờ luôn. Không biết là bây giờ trao cho ai thì trao cho bé đi ha. Trao cho bé đi. Bé tự quyết định. Bé con cũng cảm ơn đi. Nói nó bỏ thằng Tượng lấy chồng khác em không tin luôn. Tính đâu giận thì cũng đi vài ngày nó gì à. Đây là 2.500.000 của chú Lương Kim ở bên Mỹ nhé. Con tay lại cảm ơn chú Lương Kim đi. Cảm ơn chú Lương Kim ở bên Mỹ cho con số tiền này. Cảm ơn chú nhiều. Tấn cũng coi như là tiếp lời với gia đình. Thầy xin chân thành cảm ơn chú Lương Kim rất là nhiều. Cũng hỗ trợ cho bé được một phần nào đó. Bây giờ thì cái hàng hương này nọ là mình có thiếu thốn gì nhiều không chị? Cũng còn mua triệu của người ta cần rồi qua đám rồi mình mới thanh toán trả cho người ta. 25 triệu cái hàng á. Wow. Dạ mình cũng mua triệu của người ta em. Rồi xong đám rồi mình mới gói ghém mình trả lại cho người ta. Vậy là bữa giờ là không biết là còn thiếu bao nhiêu tiền ta? Không biết. Không, mình ý là mua triệu của người ta không à. À là không biết bao nhiêu tiền luôn hả? Mua nhắc cái hàng hình như 25 á chị đều. Rồi mình đi chợ bữa mình chưa tính. À vậy đó hả? Rồi bữa giờ thì hai cha con còn tiền không vậy? Dạ con còn ít. À là còn được bao nhiêu tiền? Hình như còn mấy chứ. Còn có được có 1.000.000 hả? Rồi cái này 2.000.000 mấy nữa, cái này 2.500.000 nữa là cho nó 3.000.000 đi, 3.500.000 đi. 3.500.000 rồi 20 mấy triệu rồi bây giờ con nợ làm sao? Ba mất rồi bây giờ con nợ làm sao? Con biết nữa. Mình lấy tiền đâu trả?
con cũng không biết. Con có suy nghĩ là rồi là bây giờ con mắc nợ không? Nếu mà không ai giúp là con mắc nợ không? Cũng nhờ bà con, cô bác, dòng họ sớm ghiền được, cúng biếu được yêu gì đó, rồi chia sẻ ra. Sao, chứ giờ sao được không thấy. Vô thắp nhang cho ba nha. Đi. Đi vô thắp nhang cho ba đi. Vô thắp nhang cho ba đi. Cái này là cái vợ nó đó. Ừ. Mà có sự bà ơi, chú Tấn lên, chị Cha ơi. Chú Tấn lên, chị Cha. Mới ngày hôm qua đó cô chú anh chị, mà bây giờ là như thế này rồi. Anh Tưởng ơi. Anh yên tâm nha, bé thì bây giờ thì cô ba nuôi. Nếu như mà cô ba không nuôi á, thì em sẽ đứng ra, em nuôi cho. Em hứa là sẽ lâu lâu nhắn tin cũng như là hỏi thăm bé. Anh cứ yên tâm. Ở đây thì còn có các cô chú mạnh thường quân này nọ nữa, hàng xóm láng giềng ở đây, anh yên tâm. Cô nói ba cái gì nữa không? Nhắn nhủ với ba với nó không? Rồi thắp nhang nói ba bằng vài câu nè. Nghe chị nói là năm mấy mà bỏ nhau năm mấy rồi lúc sao à. Ý là nó quen thằng đó trước rồi mà Tưởng không hay nè. Tới phát hiện ra là Tưởng bệnh là nó bỏ nó đi về trên nhà bà già nó luôn, là nó sống gì đó rồi đó. Rồi chừng một tháng ngoài là nó tổ chức đám cưới rồi, ở đâu mà ra một năm mấy. Chị nghe mà chị còn không tin đó. Nó mới bỏ thằng em mình đây mà lây quay nghe đám cưới rồi chị hết hồn đó. Ở đâu mà năm mấy. Thì đó thì nghe chị có nói đó. Chị có nói là tôi bỏ anh Tưởng một năm mấy rồi. Nói xong xạo. Tôi mới lấy chồng. Không có. Đó, với lại là nói chung là cái sự thật mà cái sự thật thì thật sự là cả làng ấy không ai biết được là bé đây là không phải là con của. Không ai biết đâu, ai dám nói, tại vì xin rồi đọt lòng lẫn mà cưng. Nghe mẹ nói thì em mới biết được mà. Em cũng bớ ngỡ ra nó ủa. À, lý do tại sao mà tới đây tìm hiểu thì sau đó mới biết được rằng là mình giấu giếm cho bé nó cũng là bị tổn thương cô chú anh chị. Tội nghiệp, tội nghiệp cho con bé thôi. Đúng rồi. Tại vì sinh hồi đọt lòng cưng nuôi đi còn nặng hơn cái tình mà cưng đẻ nữa. Dạ. Tại nó không thương, nó dứt áo nó đi biết sao. Nó nói bỏ thằng này năm mấy lấy chồng là nó nói xạo. Nó mới lầy quầy nó giận thằng này đi về chển có 1 tháng mấy để tổ chức nó làm đám cưới rồi. Thì nó quen nó ở trước với thằng đó rồi. Ở đâu mà 1 năm mấy. Nói chung người ta nói chị thì cũng không sai đâu chị ạ. Tất cả mọi người ở đây chứ không phải là một mình em nói, cũng không phải là một mình bé nói, mà rất là nhiều người hàng xóm ở đây nói. Chứ không phải là thì nếu mà cưng không tin, cưng về gần nhà xóm ghiền của nó đó. Cưng hỏi này nó thôi thằng Tượng về đây được bao lâu mà nó lấy thằng này. Dạ. Thì người ta cũng nói sự thật thôi. Dạ. Đám cưới cũng gình gan mà. Wow. Làm cũng mấy mâm thì cũng sớm ghiền của người ta cũng có biết chứ cưng. Ủa hình như lúc đó là không mời con à? Dễ gì, nó mời bạn nó ngoài công ty nữa mà. Chứ không mời. Có mời không? Bà là có đi không? Có rủ vợ thằng Tài nữa, thằng Tài nó chửi lên. Đâu đi cho đi. Đi đập gãy giò à. Ừ. Bây giờ là mời hàng xóm ở đây đi luôn hả? Nhưng mà không có ai đi hả? Mời con này nè. Đây ra có mời mà thằng chồng đâu có cho đi. Con nhỏ đó lại hỏi ra. Bỏ Tượng mới chừng tháng mấy 2 tháng thì tổ chức đám cưới ở trển rồi, ở đâu mà bỏ thằng Tượng năm mấy mới lấy chồng. Nó nói cái đó là nó nói xạo. Dạ. Thôi thì bây giờ kệ đi. Dạ. Thì nó hết duyên hết nợ nó bỏ rồi kệ nó, mà có nhiêu thì nói nhiêu vượt. Đúng rồi. Chứ mà ăn sống nói ăn gió là không đúng. Dạ.
Thôi bây giờ kệ đi, không có sân si nữa. Thôi bây giờ cái câu chuyện nào cũng qua rồi. Biết làm sao mà bây giờ cái bé này, nó đừng có làm tổn thương nó là được rồi. Nó tổn thương rất là nhiều rồi. Bây giờ đừng có làm tổn thương nó được rồi. Tội nghiệp cho con Phương Nghi thôi. Thì bây giờ chú cũng có dặn vậy đó. Ở đây này có tất cả lối xóm nè. Ha, ở gần nè. Thí dụ như có chuyện gì con cứ về đây. Nghe không? Mình còn nhà còn cửa ở đây, ba còn ở đây. Không có sợ đâu. Có chuyện gì thì điện cho chú. Không ai lên Bình Dương không ở với chú. Không ai bỏ con hết trơn. Không ai bỏ con đâu. Nhá. Ừ, con đừng có sợ, đừng có lo gì hết nha, nghe không? Ừ. Thôi thì bây giờ thì Tấn cũng có lẽ là xin khép lại đoạn video tại đây. Mong rằng thì cả nhà hãy like, hãy chia sẻ đoạn video này, lan tỏa tới mọi người, có thể là giúp được bé Nghi Phương Nghi một cái phần nào đó để cho nó lớn lên thành người, làm một cái công dân tốt của Việt Nam cả nhà. Thôi bây giờ thì Tấn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái lúc sau. Cảm ơn cộng đồng mạng những chia sẻ giúp cho em đó.